Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuần cặp đường ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. bước qua là ngày thứ sáu. Và chúng ta một lần nữa lại tiến đến gần cuối tuần. Và cuối tuần này đó cũng như là cuối tuần vừa rồi cũng sẽ bận để mà dọn nhà các bạn. Tại vì Thuần chia ra làm ba cái cuối tuần. Đây là cuối tuần thứ nhì Thuần sẽ bận. Cho nên ngày mai và ngày mốt đó sẽ không có video. Nhưng mà Thuần cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin ở bật các bạn trong video này. Chúng ta đương nhiên sẽ nói về chỉ số CPI các bạn Đây là cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay Thì nó có ý nghĩa như thế nào Chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về SEC Đặc biệt đó chúng ta đã biết là sẽ có một cái tin tức lớn nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng không có làm cho người bất ngờ đâu Nhưng mà đây là tin tức liên quan tới Bitcoin Spot ETF Chúng ta cũng sẽ có cái thông tin liên quan tới sàn Bitrex các bạn Họ cũng đã chấp nhận đóng phạt với sec rồi để mà chấm dứt cái vụ kiện tùng và chúng ta cũng có những cái thông tin như liên quan tới binance chúng ta cũng có cái thông tin liên quan đến công ty circle và một số những cái thông tin ở bậc khác thì đầu tiên hết thuộc muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn về tình hình tài chính nói chung và chúng ta cũng sẽ chú tâm về chỉ số cpi thì các bạn đã thấy được là chứng khoán ngày hôm nay đã kết thúc cuối cùng đó là một màu xanh nhưng mà xanh nhẹ thôi các bạn. Nếu như mà các bạn theo dõi thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ hôm nay các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones mới đầu đó thì chúng ta thấy là có cái sự tăng trưởng sau khi mà có tin tức liên quan tới CPI rồi lại giảm xuống các bạn. Rồi bây giờ chúng ta kết thúc ở mức là tăng 0.15 thì nói chung đó thị trường khi chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500, chỉ số Dow Jones thì nó cũng tương tự như vậy thị trường chưa có biết rõ là cần phản ứng như thế nào khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số cpi ngày hôm nay và chúng ta cũng thấy được là bây giờ ra pre-market thì ra sao Pre-market thì uh, các bạn thấy là cũng không có nhiều sự thay đổi Chúng ta thấy chỉ số Dow Future và S&P Future thì không thay đổi nhiều Trong khi Nasdaq đó thì tăng 0.19% Hợp đồng dầu đó thì hôm nay các bạn thấy là cũng vẫn hơn 80 đô la Ở mức là 82 đô và 90 cent cho một thùng dầu Vàng đó thì các bạn thấy là giảm một chút xíu nữa Ở mức 1945 đô cho một ounce vàng và tương tự như là chứng khoán các bạn hồi sáng này khi mà có cái thông tin liên quan đến chỉ số CPI đó thì chúng ta đã thấy là BTC cũng tăng lên tới mức là khoảng 29.700 đô nhưng mà sau đó các bạn thấy được đã trả trở về bây giờ mức là 29.400 thì cũng tương tự ngày hôm qua và cả trên crypto đó các bạn thấy được là có một số đồng xanh nhưng mà phần lớn đó chúng ta thấy là đỏ nhưng mà không phải đỏ nhiều lắm nói chung khi mà chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa đó thì so với lại giờ này ngày hôm qua tổng số vốn hóa là giảm 0.2% không có đáng kể các bạn và BTC cũng cỡ đó hôm nay giảm 0.4% y tư cũng như vậy thì sau khi mà có chỉ số liên quan đến CPI đó các bạn thấy được là phần lớn cái thị trường nói chung luôn không có cái sự phản ứng kia này tại sao các bạn tại vì chúng ta nhận được một cái chỉ số CPI gần như là ước tính. Chúng ta cũng đã nhận được thông tin là chỉ số phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ CPI tháng này là 3.2%. Tháng vừa rồi đó là 3.0 thì nghĩa là tháng này đã cao hơn tháng vừa rồi. Lý do tại sao thường đã chia sẻ với các bạn trong những video trước đây. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái con số 3.2 này đã không có quá xa so với ước tính. Thậm chí còn tốt hơn ước tính nữa các bạn ở cái mức là 3.2 so với ước tính là 3.3. Core CPI nghĩa là cái phần trăm lạm phát mà không tính lương thực thực phẩm thì ở mức là 4.7 tháng vừa rồi là 4.8 thì ước tính là 4.7 thì chúng ta có thể nhìn thấy là chỉ số CPI và Core CPI đó giống như hay là gần giống như là ước tính không có gì gọi là bất ngờ hết cho nên các bạn mới thấy là những cái chỉ số chứng khoán hay là crypto không có phản ứng nhiều nhưng mà khi mà chúng ta nhìn chi tiết hơn về chỉ số cpi tháng này so với tháng vừa rồi đó nhìn vào từng mục một thì nói ra sao các bạn thường cũng đã tóm tắt lại à, các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình đó, cái màu vàng có nghĩa là cái sự thay đổi tháng này với tháng vừa rồi nó cũng gần như giống nhau chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái mà màu đỏ đó những cái tô màu đỏ đó chính là chỉ số lạm phát đó là có xu hướng tăng nhanh hơn là so với tháng vừa rồi và nếu chúng ta nhìn vào những cái mà màu xanh đó, đó là những cái chỉ số CPI mà tốc độ tăng đã giảm so với tháng vừa rồi có nghĩa là tốt các bạn màu vàng là cũng như là tháng vừa rồi còn màu đỏ là không tốt thì chúng ta có thể nhìn sơ qua thấy trên màn hình là chúng ta có nhiều màu vàng và màu xanh hơn là màu đỏ thì chúng ta có thể nhìn thấy có một số những cái à, mục như là liên quan đến thức ăn đó Thì thức ăn các bạn thấy được là cái phần trăm tăng trưởng tháng 7 so với tháng 6 đó Thì cũng cỡ như nhau các bạn tháng 6 là tăng 0.2 so với tháng trước đó Tháng 7 này đã cũng tăng tương tự như vậy Cho nên à, về cái mục liên quan đến thực phẩm nó không có thay đổi nhiều Chúng ta có thể tiếp tục nhìn bên dưới này đó Đây là cái mục liên quan tới fuel oil các bạn nghĩa là dầu để mà sử dụng đó Thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được là sau nhiều tháng dầu giảm liên tục thì cái tháng này đó, so với tháng trước giá dầu lại tăng trở lại các bạn tăng 3% luôn các bạn thấy những tháng trước đó, như là cái tháng 6 so với tháng 5 là giảm 0.4% Tháng 5 so với lại tháng 4 thì giảm 7.7% Thì chúng ta cũng đều biết là cái tốc độ giảm của giá dầu nó sẽ chậm lại theo thời gian Tại vì không thể nào mà giá dầu có thể giảm liên tục 7%, 5% liên tục gì được Tại vì giá dầu nó đã tăng lên quá cao cho nên mới đầu khi mà giảm nó tốc độ sẽ nhanh hơn Và nó sẽ chậm lại Tính tới tháng rồi đã giảm 0.4 nhưng mà tháng này nó đã tăng trở lại 3.0 Chúng ta cũng thường hay nói tới cái giá dầu hợp đồng tương lai Tại vì chúng ta thấy đây là một trong những cái mà ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số cpi các bạn và giá dầu không những là ảnh hưởng đến cái bạn đổ xăng bao nhiêu mà nó còn ảnh hưởng đến là người ta sử dụng để mà di chuyển hàng hóa người ta sử dụng để mà sản xuất cho nên giá dầu rất là quan trọng đối với chỉ số phần trăm lạm phát và nó đã tăng trở lại tháng này nhưng mà ngược lại đó thì xăng các bạn đổ ở hoa kỳ đó thì chưa có phản ứng các bạn thậm chí tháng này so với tháng trước đó đó cái độ tăng trưởng đã giảm đi cho nên nó là màu xanh dương đó là cái điều thứ nhì điều thứ ba nữa đó chúng ta nhìn vào cái cột màu đỏ này đó chính là liên quan đến dịch vụ gas thường nó là dùng để mà sửa ấm các bạn hay là dùng để mà nấu nướng thì cũng đã tăng trở lại sau nhiều tháng liên tục giảm xuống cũng tương tự như là giá dầu các bạn khi mà chúng ta thấy là cái giá phí gas giảm mạnh liên tục đó thì tới mức đâu đó nó sẽ chậm lại và tháng này đã có cái sự tăng trở lại là 2.0 chúng ta có thể nhìn thấy bên dưới này đây thì có một số những cái mục khác giống như là chúng ta nói tới transportation services đây là cái ngành vận chuyển các bạn và bên trên này đó chính là Medical care commodities nghĩa là những cái vật dụng liên quan tới y khoa đó, thì cũng tiếp tục tăng các bạn Nhưng mà tốc độ tăng so với những tháng trước đó cũng không vừa là quá bất ngờ Nói chung đó, những cái mà đã tăng nhanh hơn tháng vừa rồi Thì đó là những cái mà người ta cũng đã tính trước các bạn như liên quan tới giá dầu Nhưng mà ngược lại đó, một trong những điều mà chúng ta có thể nhìn thấy được là có rất nhiều mặt hàng Cái tốc độ tăng trưởng tháng này so với tháng vừa rồi đã giảm xuống cho nên người ta mới thấy là có nhiều màu xanh xuất hiện Chúng ta nói tới một số ví dụ đi Giống như chúng ta à, nói tới Cái à, dịch vụ y khoa cũng đã giảm xuống Chúng ta có thể nói tới cái phần này Đã giảm tới 1.3 đó chính là Xe cũ các bạn, giá xe cũ cũng đã giảm xuống Nhanh chóng. Chúng ta nhìn thấy được là bên trên này đã Chúng ta cũng có giá điện cũng đã giảm xuống Và đó là điều tốt. Các bạn thấy tốc độ Tăng trưởng đã giảm xuống cho những mặt hàng này So với cái tháng trước đó. Và đó là Điều mà chúng ta muốn thấy Và điều này cũng không bao giờ là bất ngờ các bạn Chúng ta đều biết là những mặt hàng còn lại đó Thì khi mà phần trăm lãi suất từ từ thấm vào trong nền kinh tế thì những mặt hàng này đó sẽ từ từ có cái sự tăng trưởng giá cả chậm lại nhưng mà chỉ có một điều khiến cho thuận bất ngờ đó chính là liên quan tới nơi ở các bạn nghĩa là cái mức giá mướn nhà đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái phần này đó cái độ tăng trưởng không hề giảm mặc dù đây là một trong những cái nơi mà nhiều người nghĩ là sẽ có cái sự suy giảm khi mà chúng ta thấy là những cái người đi mướn nhà đó hợp đồng mới nó sẽ thấp hơn nhiều so với lúc mà có dịch bệnh các bạn nhưng mà ngược lại không phải cái tốc độ tăng trưởng của giá mướn nhà ra thì vẫn tăng không khác gì so với tháng trước đó và những tháng trước đó nữa tuy là cũng có cái độ chậm lại so với lại 0.6 0.8 nhưng mà cái tháng này so với tháng trước đó là vẫn là 0.4 nghĩa là giá mướn nhà đó không có dấu hiệu là đang tăng trưởng chậm lại và thậm chí các bạn đã biết là thuận cũng chuẩn bị cho mướn căn nhà này và trước đây đã thuận cũng đã cho mướn cái căn nhà mà thuận chuẩn bị dọn vào đó thì các bạn đã biết là cái mức mướn nhà ở Cali hiện giờ đã không hề thấp và thậm chí ở quận Cam này đã nhiều nơi họ vẫn tiếp tục tăng giá mướn nhà lên một cách chóng mặt luôn thì không biết khi nào chúng ta mới thấy cái mức giá mướn nhà giảm xuống tại vì đây là một trong những yếu tố lớn liên quan đến phần trăm lạm phát tại vì chi tiêu mướn nhà là một chi tiêu lớn cho người dân cho nên nó có có trọng lượng cao khi mà tính phần trăm CPI bây giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu giảm gì hết các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là so với lại 12 tháng trước đó, thì cái mức giá mướn nhà vẫn tăng 7.7% nói chung khi mà zoom ra đó thì chỉ số CPI ngày hôm nay là tốt hay là xấu Thuận vẫn nghiêng về là đây là chỉ số tốt các bạn Hoàn toàn không xấu Nhưng mà cũng không phải là quá tốt Nói chung là nghiêng về tốt hơn là xấu Đó là cái nhận định của Thuận Chúng ta cũng đã nhìn thấy được là nhiều mặt hàng đã Tốc độ tăng trưởng cũng đã chậm lại Và đó là điều mà Fed muốn thấy các bạn Và tại sao chúng ta lại quan tâm đến chỉ số CPI Tại vì nó có cái sự liên quan trực tiếp Đến cái phần trăm lãi suất của Fed Và bây giờ đó Sau khi mà có chỉ số CPI ngày hôm nay Thì 89% vẫn nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất các bạn Tại vì sau khi mà xem xét tất cả đó thì tôi nghĩ là nhiều người cũng sẽ có cùng nhận định là nó đương nhiên không xấu nhưng mà cũng không phải là tốt lắm. Nói chung vẫn nhiên về tốt nhiều hơn là xấu. Và nhiều bạn hỏi tại sao lại không thấy à, những cái thị trường chứng khoán hay là crypto có sự phản mạnh sau khi có thông tin này tại vì nó gần như lửa tính. Nhưng mà cái chỉ số CPI ngày hôm nay không phải là cái chỉ số sẽ quyết định tất cả tại vì các bạn thấy được là trước khi mà phép hợp lần kế tiếp đó, đó chính là ngày 20 tháng 9 thì chúng ta lại sẽ có thêm một chỉ số CPI nữa đó chính là chỉ số CPI sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 9 một tuần trước đó và chủ tịch John Powell cũng đã nhấn mạnh rất nhiều lần là ông ta sẽ quan tâm đến hai chỉ số CPI, cũng nghĩa là tháng này và tháng sau và hai chỉ số phần trăm thất nghiệp đó là những cái tài liệu mà ông ta rất là quan tâm. thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem coi là tháng sau chỉ số CPI như thế nào. hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục thấy chỉ số CPI trên con đường ổn định lại và chỉ số core cpi đó thì sẽ tiếp tục cái, cái xu hướng giảm xuống các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là một thông tin khác được chia sẻ ngày hôm nay đó chính là cái tài liệu liên quan đến chỉ số thất nghiệp và chúng ta có thể nhìn thấy là tuần vừa rồi đó đã có 248.000 người khai thất nghiệp lần đầu tiên à, và đây là cái thống kê của mỗi tuần các bạn thì cái thống kê này so với ước tính thì cao một chút các bạn ước tính là 227.000 người nhưng mà tuần trước đó nữa thì có tổng cộng là 229.000 người đã khai thất nghiệp lần đầu tiên có nghĩa là họ vừa thất nghiệp cho họ đi khai để nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp À, thì chúng ta thấy được là cái con số này cũng không có gì quá khác biệt so với là những cái tuần trước đó thì phần trăm thất nghiệp của tháng này cũng sẽ vẫn ở mức thấp Thuận có một cái clip ngắn, cái clip này đó là chỉ dài có 54 giây thôi các bạn Nhưng mà cái clip này đó cực kỳ quan trọng Tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được là Fed làm tất cả mọi thứ để đẩy lùi phần trăm lạm phát trở về 2% Nhưng mà thật ra đó khi mà được hỏi bởi quốc hội tại sao lại cần phải đẩy lùi lạm phát về mức 2 Điều này có nghĩa như thế nào? Tại sao 2% lạm phát nó có thể giúp đỡ được cho người dân Hoa Kỳ? Thì khi mà được hỏi câu hỏi này, đó, Chủ tịch John Powell hầu như là hơi run một chút Và cũng không có trả lời được tại sao 2% lại quan trọng Chỉ có thể nói được là tại vì những ngân hàng trung ương hồi xưa giờ thì họ nói là 2% Và nếu như mà chúng tôi nói 2% là phần trăm lạm phát chúng tôi muốn Thì mọi người sẽ không nghĩ 5% là ổn nhưng mà tại sao 2% Các bạn thấy được là Fed làm tất cả mọi thứ Để đẩy phần trăm lạm phát về 2% Và họ chấp nhận hy sinh nền kinh tế Họ chấp nhận có nhiều người thất kịp hơn Họ chấp nhận làm ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân Chỉ vì mục đích là đẩy lưu lạm phát về 2% Nhưng mà ngay cả Chủ tịch John Powell Cũng không thể giải thích được tại sao 2% lại quan trọng Tại sao không phải 2.5, tại sao không phải 3% Tại sao không thể ngưng tăng bây giờ Tôi chia sẻ cái clip này với các bạn For the general public, for those working families of people, why 2 Why is getting it to two percent so important? Um, so that's, that has become the globally agreed, <clears throat> essentially all major central banks target two percent inflation in one form or another. Um, and uh, it, how does that help my Nevada families? How does that help people in Nevada? I'll tell you how it does. And it, it, it's, um, I guess it's, it's obviously not, uh, it's not obvious how that is. But it, what it, <laughs> two percent inflation, to have people believe that inflation is going to go back to two percent, really anchors inflation there because you know the evidence is, is and, and the, the modern belief is that people's expectations about inflation actually have a real an effect on inflation if you expect inflation to go up 5% then it will you know if everyone kind of expects that because that's what businesses and households will be expecting and, and it will kind of happen because they expect it so wow các bạn chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một cái thông tin khác đi cũng liên quan đến phần trăm lạm phát nhưng mà đợt này chúng ta sẽ nói tới Trung Quốc thì phần trăm lạm phát ở Trung Quốc các bạn nghĩ là bao nhiêu thật ra đó phần trăm lạm phát của trung quốc đã đi vào dùng âm rồi các bạn có nghĩa là họ đang giảm phát thì nếu như mà mới vừa nghe qua đó các bạn có thể thấy được là wow trung quốc giảm phát thì quá tốt có nghĩa là những mặt hàng đó không những là không tăng giá mà còn giảm giá nữa nhưng mà thật ra đây giảm phát nó còn tệ hơn lạm phát rất là nhiều và đây là điều mà không ai muốn thấy hết các bạn tại vì khi mà chúng ta nhìn thấy được là những mặt hàng giảm giá đó có nghĩa là chúng ta đang chứng kiến người dân không chịu chi tiêu dẫn đến mặt hàng phải giảm giá đây là một điều hoàn toàn không tốt với nền kinh tế và thường đó thì chính phủ sẽ làm bất cứ những gì cần thiết để có thể rời khỏi giảm phát và giảm phát đã xảy ra ở trung quốc rồi À, và các bạn thấy được là khi mà chúng ta trong cái tình hình giảm phát đó thì người dân lại càng sẽ không chỉ tiêu tại vì tại sao lại phải mua cái đó bây giờ trong khi mà vài tháng sau giá lại giảm nữa khiến cho các bạn thấy nền kinh tế sẽ lâm và bế tắc và sau khi có thông tin đó đó các bạn thấy được là chứng khoán của trung quốc đã giảm tại vì mọi người bắt đầu lo lắng về nền kinh tế và sự hồi phục của Trung Quốc sau khi mà có đại dịch. Điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là tôi biết mỗi lần mà chia sẻ những cái thông tin liên quan đến này kia đó thì có nhiều bạn rất là nặng chính trị nhưng mà cái mà các bạn nên hiểu đó là nền kinh tế của thế giới nó rất là gắn bó với nhau. Nhất là chúng ta nói tới nền kinh tế ở Hoa Kỳ và Trung Quốc đó có thể nói được là nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ nhì trên thế giới hiện tại. Các bạn thấy được là Trung Quốc không những là tiêu dùng nhiều, bây giờ họ cũng chi tiêu rất là nhiều và Trung Quốc cũng sản xuất rất là nhiều và họ xuất khẩu khắp nơi. Hoa Kỳ là một quốc gia mà chi tiêu rất lớn và thêm vào đó Hoa Kỳ cũng xuất khẩu rất là nhiều các bạn và có rất là nhiều những công ty lớn ở Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta không, không muốn bất cứ một nền kinh tế lớn nào gặp vấn đề có thể là các bạn nghĩ một cách đơn giản là ok Trung Quốc gặp vấn đề thì những người trên Hoa Kỳ đó thì sẽ không có vấn đề gì hết và các bạn không thích Trung Quốc hay là ngược lại Hoa Kỳ gặp vấn đề thì các bạn lại cảm thấy là có hứng thú tại vì các bạn không thích Hoa Kỳ nhưng mà trên căn bản đó những quốc gia lớn mà gặp vấn đề nên nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả những quốc gia khác các bạn tại vì nền kinh tế thế giới nó gắn bó với nhau người Hoa Kỳ khi mà lâm vào tình hình không tốt nền kinh tế tại đó thì sẽ không có mua đồ nhiều dẫn đến là Trung Quốc không thể xuất khẩu đồ nhiều cho Hoa Kỳ dẫn đến là nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng và ngược lại nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng giống như chúng ta nói tới đại dịch đó, thì dẫn đến hàng hóa tăng cao Hoa Kỳ tại vì cái số lượng nhập khẩu nó không có nhiều trước đây nữa các bạn thấy được tất cả đều gắn bó với nhau cho nên nếu như mà các bạn muốn đầu tư và các bạn muốn những tài sản tăng giá đó thì chúng ta muốn có một nền kinh tế tốt và đó là nền kinh tế toàn cầu chứ không riêng về một quốc gia nào hết nhưng mà chúng ta đương nhiên rất chú tâm tới nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ hay là Trung Quốc chỉ là ít thông tin liên quan đến Trung Quốc hơn về những cái tài liệu hơn là Hoa Kỳ các bạn Hoa Kỳ thì rất nhiều tài liệu công khai cho nên luôn là một cái điểm để nhiều người quan tâm đến và Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất toàn cầu hiện tại cho nên chúng ta cũng rất quan tâm đến nó có sự ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính. Các bạn đã thấy được là thị trường crypto này đó rất là bị ảnh hưởng bởi những tin tức liên quan đến tài chính ở Hoa Kỳ. Như là các bạn thấy được ngay cả phố Wall muốn có bitcoin spot ETF thì giá đã phản ứng rất là mạnh rồi và nói tới bitcoin spot ETF đó, thì các bạn thấy là ngày mai đó sẽ có một quyết định đến từ SEC đây là quyết định liên quan đến cái quỹ bitcoin spot ETF của iot21shares và thật cái quyết định này đó là sẽ có hạn vào ngày 13 tháng 8 nhưng mà 13 tháng 8 là cuối tuần cho nên ngày mai đó sẽ là ngày mà SEC đã quyết định Nhưng mà mọi người đó đều nghĩ SEC sẽ ra quyết định là sẽ trì hoãn à, Nếu như mà SEC ngày mai đó ra quyết định là chấp nhận hay là từ chối đó sẽ là một điều bất ngờ cho thị trường. Tuy nhiên chấp nhận sẽ cực kỳ tốt và từ chối đó sẽ cực kỳ tệ. Nhưng mà tôi nghĩ là đối với lại rất nhiều công ty đang chờ đợi để duyệt bây giờ thì cái mà SEC sẽ làm đó chính là sẽ trì hoãn và họ có thể trì hoãn lên tới 240 ngày. Đối với Arc 21 Shares thì có thể trì hoãn Tới khoảng chừng là tháng 1 năm sau, còn những cái quỹ còn lại có thể chỉ hoãn tới tháng 3. Nhưng mà nếu như một quỹ được thông qua thì hầu như tất cả đều được thông qua tại vì tất cả nó đều copy lẫn nhau của bạn, đều giống nhau hết. Cho nên nếu như mà đã chấp nhận một thì phải chấp nhận cái phần còn lại tại vì tất cả nó không sẽ khác biệt. Thì tại sao lại chấp nhận một mà không chấp nhận cái kia? và với SEC đó cùng một thông tin nữa các bạn cuối cùng đó thì uh, sàn Betracks cũng đã đồng ý đóng phạt 24 triệu đô la để mà thỏa thuận với SEC uh, công ty Betracks này là công ty uh, họ đã rời khỏi Hoa Kỳ rồi các bạn và họ cũng đã ra cái quyết định là sẽ không tiếp tục dằn kho về pháp lý nữa trước đây đó thì các bạn thấy là Betracks cũng ùa theo những công ty như là Ripple hay là Coinbase hay là Binance US nói là không họ sẽ chiến đấu với SEC nhưng mà tôi nghĩ sau khi họ biết được là Coinbase sẽ trả bao nhiêu tiền để mướn luật sư để mà chiến đấu với SCC Công ty Ripple đã phải trả khoảng chừng là 200 triệu đô la để mà chiến đấu với SCC Thì uh, họ nhìn lại họ nói là wow 24 triệu <laughs> So với lại họ phải có thể chi ra con số gấp 2 gấp 3 lần để mà chiến đấu với SEC Thì họ đã quyết định là sẽ đóng phạt Đó là cái update mới nhất liên quan tới sàn Bitrex kế đó nữa đó thì chúng ta sẽ có một cái lập luận lập luận này đến từ một luật sư khác nữa về cái sự việc là SEC sẽ kháng cáo tôi đã chia sẻ rất là chi tiết trong video ngày hôm qua rồi thì chúng ta bây giờ chờ đợi khoảng trên một tuần nữa chúng ta chờ đợi điều gì chúng ta chờ đợi công ty Ripple sẽ có suy nghĩ gì họ sẽ nói với tòa án ra sao về việc là SEC xin phép được kháng cáo tại vì cần phải xin phép tại vì vụ việc này vẫn chưa chấm dứt thì thẩm phán phải cho phép mới có thể kháng cáo được thì có ba sự lựa chọn cho công ty Ripple. Luật sư này đã đưa ra ba sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên đó là công ty Ripple nói với lại tòa án nếu như mà phải để cái vụ kiện này trong trạng thái là tạm ngưng để cho SEC có thể kháng cáo đó thì đây là một cái lãng phí tiền của và thời gian cho nên thẩm phán Thoris nên bác bỏ cái đề nghị kháng cáo của SEC. Đó là cái lựa chọn đầu tiên. Lựa chọn thứ nhì là công ty Ripple sẽ chấp nhận cho SEC kháng cáo người đồng ý với SEC thì tại sao lại công ty Ripple muốn làm như vậy? Thì dựa theo lập luận của luật sư James Murphy thì luật sư James Murphy nói đó là công ty Ripple có thể suy nghĩ là bây giờ không kháng cáo khi mà sự việc này xong rồi thì họ cũng sẽ kháng cáo mà thôi tại vì khi mà cái vụ liên quan tới CEO và co-founder đã được xử xong đó thì SEC có thể kháng cáo mà không cần phải xin sự đồng ý của thẩm phán Torres thì họ cũng sẽ kháng cáo thì thay vì đợi tới lúc đó bây giờ cho họ kháng cáo đi họ kháng cáo càng nhanh thì có thể là kết thúc càng nhanh. Đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn của công ty Ripple. Sự lựa chọn thứ ba đó thì cũng tương tự như là sự lựa chọn thứ nhì. Họ có thể là chấp nhận cho SEC kháng cáo. Nhưng mà ngược lại đó, họ nói là họ chỉ chấp nhận cho SEC kháng cáo về việc là bán XRP trên sàn cũng là chứng khoán. Nếu như mà SEC đồng ý cho họ kháng cáo về cái việc là công ty Ripple bán XRP cho những tổ chức đầu tư cũng không phải là chứng khoán đó là cái phần mà SEC thắng các bạn có nghĩa là các bạn đã nhớ đó thẩm phán Torres nói là SEC thắng một phần còn Ripple thắng một phần Nếu như mà SEC không đồng ý và kháng cáo cái phần mà Ripple thắng Thì ngược lại Ripple cũng muốn kháng cáo cái phần mà SEC thắng Thì đây cũng là một sự lựa chọn Thì trong ba sự lựa chọn này đó Luật sư James Murphy nói sự lựa chọn đầu tiên là cái sự lựa chọn hợp lý nhất đối với công Ripple Họ sẽ phản bác lại nói là không có lý do gì cho phép SEC kháng cáo hết Tại vì thẩm phán Toys đã xem rất kỹ cái điều kiện này Và đây điều kiện đã 2 năm rồi và đã suy nghĩ rõ ràng 2 năm mới ra quyết định cho nên không lý do gì cho phép scc kháng cáo hiện bây giờ và điều này sẽ làm uh, lãng phí nhân lực lãng phí thời gian và tiền của uh, và một điều khác nữa đó khi mà như vậy thì scc đã cần phải ra quyết định là sẽ làm gì với phần còn lại của vụ kiện này họ có thể là kết thúc nhanh chóng thỏa thuận hay là họ sẽ tiếp tục đa to về cái việc liên quan tới kiện co founder và ceo thì cũng sẽ tiếp tục tốn thêm thời gian Điều mà quan trọng nhất bây giờ đối với con Ripple đó thì nếu như mà họ kéo dài không cho scc kháng cáo thì có khả năng là chúng ta sẽ thấy quốc hội sẽ có luật rõ ràng và khi mà quốc hội có luật rõ ràng rồi đó thì sẽ có một khả năng là token XRP chính thức không phải là chứng khoán theo luật đó thì không cần phải kháng cáo gì nữa các bạn nếu như mà luật đã nói rõ ràng là cái cách bán của công ty cũng không vi phạm luật chứng khoán thì đâu còn gì để kháng cáo nữa và quan trọng hơn hết nếu như mà họ kéo dài tới năm 2025 thì có khả năng là sẽ có một tổng thống mới một tổng thống mới sẽ có một chính quyền mới có thể là có cái nhìn hoàn toàn khác về crypto sẽ có một cách nhìn có khả năng là sẽ tốt hơn và sẽ có lợi thế cho con Ripple, cho nên đối với lại luật sư James Murphy ra thì công Ripple càng kéo dài thời gian không cho phép XRP kháng cáo càng tốt, cho nên lựa chọn đầu tiên là hợp lý nhất. đương nhiên thường không phải là luật sư thường cũng không phải là người làm việc cho XRP. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cho đến tuần sau xem coi là con Ripple họ sẽ có quyết định gì. Và chúng ta cũng có cái uh, lời chia sẻ đến từ quốc hội về cái việc là công ty PayPal phát hành đồng stablecoin Và thật ra đó, chia ra gần như làm hai phe các bạn à, Đầu tiên đó, chính là dân biểu Maxine water Thì Maxine water chính là cái người mà ngồi bên tay trái đó các bạn Thì Maxine water nói, tôi quan ngại sâu sắc về PayPal đã chọn ra Max stablecoin của riêng mình trong khi vẫn chưa có khuôn khổ liên bang về quy định giám sát và thực thi tài sản này và các bạn nên nhớ là Maxine Waters là một trong những dân biểu có tiếng tâm trong đảng dân chủ nhưng mà ngược lại ngay bây giờ đó thì quỹ ban dịch vụ tài chính hạ viện là chủ tịch Patrick McHenry là của đảng cộng hòa và chủ tịch Patrick Henry cũng đã nói là thông báo này là một tín hiệu rõ ràng. Stablecoin nghĩa là thông báo liên quan tới PayPal đó. Nếu được phát hành theo khuôn khổ pháp lý rõ ràng, hứa hẹn là một trụ cột trong hệ thống thanh toán thế kỷ 21 của chúng ta. Có nghĩa là Patrick Henry, Chủ tịch Ủy ban và Dự Tài chính Hạ viện ủng hộ việc làm của công ty PayPal. Thì ngay bây giờ đó, quốc hội có một cái dự luật mà đang được giằng co các bạn đó chính là dự luật liên quan tới Stablecoin. Dự luật liên quan stablecoin này không có liên quan gì đến việc là stablecoin là hợp pháp hay không. Dự luật này chỉ nói là ai được phép phát hành stablecoin và khi phát hành rồi đó thì tài sản đó phải lưu trữ như thế nào, nghĩa là đồng đô la đó sẽ được đầu tư ra sao và kiểm toán như thế nào. Và có một điểm bây giờ mà cả hai đảng dân chủ và cộng hòa chưa có hồi kết, đó chính là liên quan đến việc ai sẽ là người quản lý stablecoin. Thị trường này đó, ai sẽ là người có thẩm quyền? có phải là một đơn vị liên bang như là chúng ta nói tới Fed hay là OCC, đơn vị quản lý những ngân hàng. Nhưng mà ngược lại đó thì ở bên đảng Cộng Hòa họ nói là không, họ thích những tiểu bang tự ra luật stablecoin và tiểu bang sẽ là người quản lý những cái stablecoin trong cái tiểu bang của họ chứ không phải là đơn vị liên bang. Nhưng mà đảng Dân Chủ ủng hộ đơn vị liên bang cho nên thì bây giờ chúng ta thấy là vẫn có sự giằng co, chưa có hội kết hiện tại. Nhưng mà nói tới PayPal Stablecoin thì có một cái thống kê rất là thú vị PayPal đó hiện bây giờ có khoảng chừng là 435 triệu người dùng Nếu như mà chúng ta tính đơn giản là một người dùng sẽ có một địa chỉ ví Thì nếu như mà chỉ một phần trăm của người dùng PayPal tạo ví dùng PYUSD Thì sẽ có tác động rất lớn đối với Ethereum Tại vì đây là một cái token trên mạng lưới của Ether Thì các bạn đã thấy được là nếu như mà chỉ một phần trăm Số lượng người dùng của PayPal đó tạo ví Ether để dùng PYUSD này Thì các bạn thấy được là Nếu chúng ta chỉ tính riêng Ether đó Thì sẽ có thêm 432% Địa chỉ ví tăng trưởng Nếu như chúng ta nói tới Những địa chỉ ví liên quan tới stablecoin đó, Thì sẽ có 3596% Địa chỉ ví tăng trưởng Con số không hề nhỏ đâu các bạn Cho nên Nếu như mà đó là sự thật đó, Thì cái sự ảnh hưởng Từ PYUSD sẽ rất lớn Mọi người có thể chỉ trích uh, PayPal là đây là một cái đồng tập trung hơn Đây là một đồng mà có thể đóng băng tài sản được Nhưng mà sự thật đó thì các bạn có nghĩ đi một người bình thường họ sẽ tin tưởng paypal hơn hay là tin tưởng công ty tether hay là công ty circle hơn tôi nghĩ là nhiều người sẽ nói là tôi tin tưởng paypal hơn tại vì sử dụng nhiều năm và ít ra đây là một cái công ty gọi là truyền thống hơn những công ty như là circle hay là tether và nói tới công ty circle đó thì các bạn đã nhớ thường chia sẻ ngày hôm qua tại sao mà paypal lại muốn có một cái stablecoin tại vì chúng ta thấy được là doanh thu đến từ stablecoin đó không hề nhỏ tại vì họ có thể dùng tiền đó để mà đầu tư gì không trái phiếu lấy lãi suất và khi mà người ta trả cho về đó thì cái phí redemption cũng được cái phí không hề nhỏ và thêm một ví dụ nữa chúng ta đã nói tới ngày hôm qua liên quan tới ví dụ của tether công ty circle ngày hôm nay đó họ nói là họ đã có doanh thu 779 triệu đô la trong nửa đầu năm nay Các bạn thấy đây con số đương nhiên thấp hơn là con số của Tether, tại vì Tether là đồng ổn định lớn nhất hiện bây giờ và cái vốn hóa của USDC thì đang giảm hiện tại nhưng mà đây là con số cũng không hề nhỏ các bạn và con số này đã vượt qua mức 72 triệu đô la cho cả năm 2022 Công ty Circle đó, họ nói là họ có hơn 1 tỷ đô la tiền mặt hiện tại trên bảng cân đối kế toán tính đến tháng 6 Đây là thống kê Đến từ Bloomberg các bạn, kinh doanh stablecoin thật sự là rất có lời và rất là hấp dẫn. Và nói tới Ethereum đó thì chúng ta đã nghe nói tới một địa chỉ ví có tên là nd 4 It thì các bạn thấy được là địa chỉ ví này đã đang có một chuỗi hành động rất là bí ẩn khiến cho cộng đồng crypto đã rất là tò mò các bạn. Thì mới đây, cái tên vài ngày thường không có thời gian để chia sẻ trên channel này nhưng mà như bạn cũng đã đọc thông tin là địa chỉ này đã, đã đốt đi 2 500 hiểm nghĩa là khoảng 4 triệu rưỡi đô la Đốt qua đây có nghĩa là họ gửi tới cái địa chỉ ví đốt các bạn, địa chỉ ví đó không một khoa cá nhân à, Và kỳ lạ là mới đây họ đã đốt thêm 3 NFT của Yoga Labs trị giá khoảng 88.000 đô la Không biết lý do làm sao mà họ đã có hành động này các bạn Thì như bạn comment bên dưới nói là chắc giận bồ hay là bị cấm sân gì đó Cái đó không biết các bạn Chỉ biết là người này đó không biết tại sao lại đốt đi nhiều tiền như vậy Cuối cùng đó, thì người này thậm chí còn đốt luôn tên miền định danh ENS là ND4.it .E của mình nhằm xóa lương sự tồn tại của ví. Rất là bí ẩn các bạn, tại sao một người lại đi đốt nhiều tiền như vậy? Các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới. Và chúng ta cũng có một cập nhật liên quan tới Binance lần này đó là liên quan tới token CRV. Đây là một token mà cũng gây ra nhiều cái sự tranh cãi và nhiều cái drama trong tuần vừa rồi các bạn đã nhớ đó là cái token này là một token mà đã bị hack trước đó rồi sau đó, đó thì chúng ta lại nhận được thông tin là CEO của Curve là Michael Eberhoff cũng đã dùng token CRV của mình để mà vay mượn rất là nhiều tiền các bạn hơn cả trăm triệu đô la và dẫn đến nhiều đau lắng là lỡ như mà người này bị thanh lý đó sẽ dẫn đến token CRV giảm giá rất là nhiều cuối cùng người này đó đã phải bán số lượng lớn CRV trực tiếp cho một số người người được Sun đây có khoảng chừng 20 triệu để mà trả bớt cái nợ để không bị thanh lý thì chúng ta thấy là Binance đã ra thông báo là họ đã đầu tư 5 triệu đô la vào Curve Down Token CRV À, và trong cái thỏa thuận này đó thì uh, Curve sẽ tìm hiểu để có thể phát hành trên trang BNB. đương nhiên các bạn đầu tư thì uh, phải có cái lý do và lý do ở đây đó là token Curve này và hệ sinh thái sẽ bắt đầu có mặt ở trên BNB không biết khi nào nhưng mà đây là thỏa thuận giữa Binance và Curve. Và chúng ta cũng có hai thông tin liên quan đến uh, hai vụ kiện các bạn. Vụ kiện đầu tiên đó là liên quan đến uh, Gemini đã kiện công ty DCG. Công ty DCG là công ty của Bear Shearberg, công ty mà có công ty con là Genesis. Các bạn đã nhớ là Genesis có sản phẩm ơn sản phẩm này được quảng bá bởi sàn Gemini, người ta gửi tiền vào để lấy lại. Rồi sau đó các bạn đã biết là công ty Genesis đã khai bảo vệ phá sản. Lý do là tại vì họ có lỗ hỏng rất là lớn sau khi mà tuy Aeros Capital sụp đổ, khiến cho công ty Genesis có lỗ hỏng là 1 tỷ 2 thì sang Gemini bây giờ nói là công ty Genesis và công ty mẹ DCG nợ họ 900 triệu tại vì bây giờ rất là nhiều khách hàng của họ đang chờ đợi để mà lấy lại tiền và họ đã khởi kiện công ty mẹ là DCG lý do họ nói đó là công ty mẹ là DCG đã hứa là sẽ lắp lại cái số 1 tỷ 2 này cho công ty Genesis nhưng mà cuối cùng là hứa lèo không có lắp lại và vì lý do đó họ kiện và họ nói là Barry Schubert, người đứng đầu của công ty mẹ DCG đó, người này đã biết là sàn Genesis không thể lắp lại lỗ hổng này và cũng không có ý định lắp lại nhưng mà vẫn hứa nhưng mà không làm khiến cho sự việc dẫn đến ngày hôm nay khiến cho nhiều người bị À, mất tiền cho nên bây giờ họ kiện công ty mẹ là dcg đây là cái tóm tắt ngắn gọn mà thôi tại vì sự kiện này nó cũng đã xảy ra cách đây khoảng chừng à, cũng 8 tháng rồi các bạn nhưng mà cho tới bây giờ đó thì vụ kiện này vẫn chưa đi đến đâu và công ty mẹ là dcg đó đã nói là sẽ để đơn lên trên tòa để mà bác bỏ vụ kiện này tại vì họ nói vụ kiện này là một vụ kiện À, tóm lại là một chiêu trò PR mà thôi Tại vì sàn Gemini không muốn bồi thường tiền cho khách hàng Cho nên mới dùng chiêu trò PR này Đẩy hết cái lỗi qua bên DCG Đó là cái cập nhật mới nhất các bạn à, Và đương nhiên các bạn đã biết là Khác với là những công ty như là Southwood Voyages Công ty Genesis này là có công ty mẹ là DCG Công ty mẹ này cũng là công ty mà Chủ của trang web Coindesk Và cũng là chủ của công ty đào BTC lớn là Foundry USA Và cũng là chủ của các bạn đã nhớ đó chính là Grayscale và nhiều công ty khác nữa thì công ty mẹ DCG này ra hoàn toàn theo nhiều người là có tiền để mà lắp lỗ hỏng chỉ là họ thà khai bồi phá sản hơn là mất một tỷ hai cho nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay và đây là cập nhật mới nhất và còn một cái vụ kiện nữa đó chính là vụ kiện liên quan tới Robin Hood các bạn và đây là cái sự việc lúc mà có meme stock đó các bạn đã nhớ lúc đó là người ta trade à, những cái giống như à, AMC GameStop và trong thời gian mà cái trend meme stock đó xảy ra thì đã có nhiều lần là sàn Robinhood này không cho phép những cái người đầu tư ở trên sàn có thêm thu mua những cái meme stock này nhất là lúc mà giá cả tăng cao và nhiều người cho là cái sàn Robinhood này cố tình làm cái gì để mà bảo vệ những cái quỹ hedge fund mà đang sốt những cái cổ phiếu đó thì những nhà đầu tư cũng đã cùng nhau để mà kiện tập thể nói là sàn Robinhood cần phải bồi thường tại vì họ không có mua được cổ phiếu cho nên họ đã mất đi cơ hội để có lợi nhuận nhưng mà cuối cùng là tòa đã xử là sàn Robin Hood thắng kiện các bạn chứ không phải là thua kiện có nghĩa là sàn Robin Hood chỉ cần làm đúng theo hợp đồng giữa sàn Robin Hood và người dùng mà thôi và trong hợp đồng đó không có ghi là tất cả những cái trade tất cả những cái order sàn Robin Hood đều phải chấp nhận hết cho nên việc sàn Robin Hood ngừng không cho phép trade là một điều mà hoàn toàn không có vi phạm hợp đồng đó cho dù là những nhà đầu tư đó theo logic của họ thì họ mất đi cơ hội để mà kiếm tiền nhưng mà sang robin chỉ dựa theo hợp đồng mà làm mà thôi cho nên không có bất cứ bồi thường nào ở đây hết và đây cũng là một điều mà cũng rất thú vị các bạn tại vì mỗi lần mà btc tăng giá chúng ta cũng đã thấy được là nhiều sàn cũng không có cho giao dịch lúc đó với nhiều lý do giống như là server bị overload hay là họ bị cái lỗi gì đó nhất là Coinbase các bạn không login được thì nhiều người cũng đã nói là tại sao lại không kiện Coinbase thì bây giờ chúng ta đã biết rồi nếu như kiện nên khả năng cũng sẽ gì mà thôi tại vì trong hợp đồng của Coinbase cho thì cũng không có đi rõ là tất cả những cái trade họ đều phải chấp nhận hết nếu như mà cái sàn của họ gặp vấn đề thì họ không cần phải chấp nhận những cái trade đó chúng ta không thể lấy cái lý do là mất đi cơ hội kiếm tiền để bắt một người khác bồi thường được đó là cái lập luận đến từ thẩm phán trong cái vụ này và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhìn thấy nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance Và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn